Chúng ta có thể lấy về bằng ngâm nước đun sôi mà có thể rửa qua đi qua lại, chỉ còn một xíu nước thôi. Đôi khi chúng ta đun đừng lấy nhiều nhé, tầm một bát khoáng cũng tầm cây thước bằng này, một thang thước. Chúng ta cũng không thể ngay cả cái vết thương không khâu mà ngay cả phụ khoa nhé. Sau đây mà hôm trước tôi cũng đã giới thiệu nhưng mà bây giờ có cây thước hẳn cho các bạn xem. Phụ khoa của các chị em rất là quan trọng phải không? Bởi vì rất là ngủ. Thuốc phụ khoa tôi đã chữa mà hiệu quả các chị em ạ. Tôi bị cũng đã 3 năm. Tôi cũng đã được trải qua. Tôi phải mua bao nhiêu thuốc không chữa trị được khỏi. Tôi cũng chạy khắp nơi mà không biết làm cách nào được. Đôi khi rất là khó chịu mà chữa thế nào cũng rất khó. Mà đầu tiên người ta chưa biết cái bệnh gì, cái bệnh nhiễm phụ khoa, cái bệnh viêm viêm nhiễm rất nguy hiểm với các chị em. Nếu mà để lâu năm sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi đã chữa khỏi của tôi được 1 năm rồi. Tôi mới dám chia sẻ lên nhé các bạn nhé. Không riêng cây thước nhé. Nhưng mà nếu mà video phần 2 tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn hết. Bây giờ phần 1 mà tôi đang chỉ cây thước cho các bạn. Nhất là cây thước này tôi đã sử dụng vào lúc buổi sáng. Chỉ còn một thang thức thế này tôi đã đi lấy. Hôm đó tôi phải vào, tôi mùng 1 tôi mới đi lấy thức. Tôi đi từ sớm, tôi lấy đủ một thang thức mà về. Đúng mà tôi đã bị rất là nặng. Đi vào bác sĩ khám bao nhiêu mà cũng không khỏi. Tôi mua bao nhiêu thức rất đắt tiền về, đặt mà ăn cũng không thể khỏi được. Tôi rất lo lắng. Mà tôi đã tìm hiểu xem. Tôi vô tình ngang qua mà tìm hiểu được những cây thuốc đắng nhất mà chị được bệnh gì mà tôi đã đi thử đúng lấy một thang thuốc. Mà tôi đã về đúng tôi đun tầm một bát khoáng. Từ lúc buổi sáng các chị em rửa tay sạch sẽ mà mới rửa nhé. Các chị em không phải ngại cái gì hết mà hãy xem đàn video này mà học cách. Thuốc này là thuốc dùng cho các chị em rất là tốt. Riêng nam cũng được. Phần 2 mà tôi sẽ nói hết bây giờ phần 1. Video phần 1 mà tôi đang hướng dẫn. Mà làm cũng không phải những câu chuyện đấy mà ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên mà tôi nói mà người khác cũng không tin. Mà bây giờ tôi cũng chữa tôi khỏi mà tôi mới dám chia sẻ. Mà nếu mà người khác không tin thì người khác cứ mà đi theo ý của người khác vậy thôi. Tôi cũng không dám đảm bảo là tôi chữa được cho ai, mà tôi chỉ chia sẻ trên này để cho các bạn mà học theo. Cây này chắc hy vọng các bạn sẽ rất biết. Sau đây mà những cây nào quý giá nhất tôi đã đăng lên để cho các chị em, cho các bác các bá biết hết rồi. Tôi sống để làm, để có lòng tu thiền thôi. Chứ mà nếu mà tôi biết cái gì tôi cũng chia sẻ lên đây hết rồi các bạn ạ. Mình không nên giấu giếm. Đôi khi người khác có tiền mà cũng không thể nói. Mà nhiều lúc mà có tiền mà tôi cần những gì quý giá để cho các bạn biết. Cây này rất là quý giá.
tiền thể mà tôi chia sẻ lên đây. Các bạn hãy xem và hướng dẫn mà làm theo và lấy nhé. Cây trước có 3 chiếc lá. 3 chiếc lá chườm vào mỗi chiếc, dài, xoay thẳng kia thân cây. Thân cây cũng giống như que đớ vậy các bạn ạ. Mà tôi vào rừng, hôm nay tôi phải đi vào trong khe rất là sâu, xa xôi mới có cây thước này. Mà các bạn hãy nhớ mà để ý, cây thước này nếu mà người ngoài nhìn thì tưởng là tôi nói dối, tôi nói nhảm nhí. Nhưng mà người ta cho tiền triệu thì người ta cũng không cho biết. Bởi vì cây này rất là hiệu quả đối với tôi. Có ba lại cây thước nhé. Cây thước này có ba lại nhé. Một cây là cây, đó là cây chè rồng. Cây chè rồng đó là không phải cây chè rồng mà cây chè hoa mai hoa vàng đâu nhé. Mà đó là cây chè rồng. Cái loại đắng đắng, lá lại phẳng xuống mà lá kiểu là cái lá cũng dày giống như cái lá này vậy, mà một chiếc lá thẳng xuống. Thường đau bụng người ta hay đào dễ về ngâm lúc mà ốm. Chúng ta tổng hợp lại ba cây, còn một cây nữa cũng là rất đắng. Bây giờ tôi không thể lấy được hai cây, tôi chỉ có một cây này. Cây này cũng rất hiệu quả, các bạn xem mà tôi hướng dẫn. Bây giờ tôi phải nói tiếng Việt để cho tất cả các bạn biết, thà cho các bạn biết còn hơn để tôi giữ sau này. Tôi cho tất cả các bạn muốn trị bệnh để cho đến cùng. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng muốn mạnh khỏe thôi. Mà sau đây tôi sẽ giới thiệu cây thước mà nếu mà bị thương, bị nước. Vì khi bây giờ tôi rất mạnh khỏe mà cũng không ai biết được tôi dùng bằng cách gì. Tôi cũng rất muốn giúp được tất cả các chị em và trong các bá. Cho dù có tuổi già tuổi cao đi nữa cũng bị rất khó mà. Nếu mà các chị em không tin, hãy thử dùng nhé. Bây giờ phần mà tôi đang nói thôi, đến phần 2 mà tôi sẽ hướng dẫn hết để cho các bạn mà. Đôi khi ấy, mình đi lấy thước nhá, các bạn nhớ lưu ý nhá. Bước cũ mình đi lấy thước, mình vào trong đấy, mình hãy lấy lá cây khác mà đi đặt vào những gốc cây mà chúng ta bảo là mua thước. Đặt lá cây vào chúng ta mới lấy. Hãy để ý nhìn có con sâu hoặc là con kiến bâu vào không. Tuyệt đối con kiến, con sâu bâu vào, con rắn ấy, các bạn không nên lấy nhé. Nếu mà có lấy về cũng chẳng có tác dụng gì cả các bạn ạ. Đôi khi bị nặng quá rất mà khó chịu. Chỉ có 3 điểm, 3 phụ nữ có 3 điểm duy nhất chữa bệnh. Làm một là vào lúc từ buổi sáng, từ sáng sớm, rửa tay vào bằng xà phòng sạch sẽ mà trước khi rửa xong mà chúng ta có thể nấu cây thước này, mình có thể bỏ một ít muối vào. Và phải nấu thật đặc vào nhé. Mỗi chúng ta ban ngày có thể cúi rửa 3-4 lần thì tốt hơn. Lúc bữa sáng, buổi trưa, buổi tối rất hiệu quả. Dùng thức nam hay thức tây gì cũng không được ngủ gần với đàn ông, người thân mình, sẽ rất hại cho mình. Cây này tôi đã tìm hiểu
Trước đây mà tôi con còn nhỏ, chẳng làm được cái gì hết, mà cũng không vệ sinh được. Mình đi qua suối đình chẳng, ví dụ như đang đẻ này, không vệ sinh được sạch sẽ, mình giặt đờ vào nước bẩn ô nhiễm mình cũng bị luôn. Trong đó mà ngay cả thân thể cũng cảm thấy bị ngứa lắm, khó chịu, mần da giống như mận da rắp rắp ngỡ ngứ, rất là khổ. Nếu mà đi khám ấy, bác sĩ chỉ có bảo là viêm nhiễm, viêm nặng, sẽ không chữa được. Cái đấy cho dù có tốn tiền mua thuốc bao nhiêu thì lấy về đặt vào trong thì cũng khỏi được một thời gian, sau đó lại tái lại các chị em ạ. Trong đó rất là khó chịu. Video mà tôi đã hướng dẫn hết cho mọi người biết cũng không phải ngại ngùng cái gì hết. Trong đó mà tôi đã lưu lại hết rồi. Tôi có thể quay ra thật to để cho các bạn nhìn lá nhé. Đây. Bây giờ tôi phải nói bằng tiếng Kinh để cho tất cả mọi người biết. Các bạn nhớ là đi lấy thước thì phải vào ngày mùng 5, ngày 15 và ngày mùng 1 nhé. Những đầu năm đi rất là tốt. Những đầu năm mà chúng ta mà đi vào càng sớm càng tốt nhé. Đi vào đó lấy thước mà rất là hiệu quả. Cây này thường có mọc ở trên rừng già nhé. Chỉ có ở núi có đá mới có. Các chị em đi rừng hãy để ý mà tìm hiểu xem cây này.